heo ăn chuối của bầu Đức tiếp tục phủ sóng thị trường Hà Nội. Sau khi đưa thịt heo ăn chuối tiến quân ra thị trường Hà Nội, thịt heo thương hiệu Bapi Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức tiếp tục được phân phối trong chuỗi 20 cửa hàng Fred Market để tiếp cận rộng hơn với người tiêu dùng thủ đô. Ngày 8 tháng 11, tại Hà Nội, công ty chính Phú Bapi Hoàng Anh Gia Lai đã ký kết biên bản hợp tác chiến lược giữa chuỗi siêu thị Fred Market để mở rộng điểm bán thịt heo tại thị trường Hà Nội. Ông Phạm Thành Nam. Tổng giám đốc chuỗi Fed Market chia sẻ, hệ thống Fed Market khai trương cửa hàng đầu tiên vào tháng 4 năm nay. Nhưng đến tháng 10 vừa qua, Fed Market đã có 20 cửa hàng trên khắp địa bàn thủ đô Hà Nội. Fed Market đặt mục tiêu mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh tại thủ đô. Dự kiến đến hết năm 2027, Fed Market sẽ phủ sóng địa bàn Hà Nội với 1.500 cửa hàng. Với sự hợp tác này, Fed Market sẽ là cầu nối mang những sản phẩm thịt tươi ngon, an toàn, chất lượng mang thương hiệu Bapi đến tay người tiêu dùng, ông Nam nói. Chia sẻ tại buổi lễ, ông Đinh Văn Lộc, tổng giám đốc Bapi Hoàng Anh Gia Lai, khẳng định quyết tâm xây dựng thương hiệu thịt heo Bapi Hoàng Anh Gia Lai với cam kết giữ vững chất lượng sản phẩm theo tiêu chí tươi sạch và an toàn đến tay người tiêu dùng. Bapi là thương hiệu heo ăn chuối đầu tiên trên thị trường, tiên phong sử dụng nguồn nguyên liệu từ trái chuối để sản xuất thức ăn cho heo với công thức độc quyền. Tại các trang trại Bapi Hoàng Anh Gia Lai với quy mô hàng đầu Việt Nam. Ông Lộc khẳng định, sự hợp tác giữa Fresh Market và Bapi dựa trên mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng cao cho người Việt. Ông hy vọng với sự hợp tác giữa hai bên, thương hiệu Bapi Phúc sẽ nhanh chóng tiếp cận đến nhiều người tiêu dùng hơn nữa, đồng thời gia tăng những trải nghiệm tiện lợi, tươi ngon cho người tiêu dùng đối với thương hiệu này. Cùng thời thời điểm diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược Fred Market đã khai trương điểm bán thịt heo ăn chuối tại địa chỉ Imperial Sky Garden, số 423 Minh Khai, Quy, Hoàng Mai, Hà Nội. Các sản phẩm của Bapi đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ hàng trăm khách hàng trong ngày khai trương hợp tác, mỗi khách hàng đều ra về với các sản phẩm từ Bapi trong giỏ hàng. Dịp này, ngoài giảm giá 10% cho các sản phẩm thịt heo ăn chuối, Fred Market cũng giảm giá nhiều mặt hàng để tri ân khách hàng. Trước đó, ngày 23 tháng 10, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tổ chức khai trương hai cửa hàng thịt heo ăn chuối Ba Pi Phúc đầu tiên tại Hà Nội. Các cửa hàng Ba Pi Phúc được đặt tại các khu đô thị lớn ở thủ đô gồm Ba Pi Vinhome Smart City. S101S03, Vinhome Smart City, phường Tây Mỗ, Quy, Nam Từ Liêm, Hà Nội và Ba Pi Phúc Vinhome Ocean Park. s 20801 S11 Vinhome Ocean Park, xã Đa Tốn, H. Gia Lâm, Hà Nội.